100 thế giới về kiểu. Chị rửa bát xong rồi à? Vừa rồi là một pha lăng ba di bộ không thành công của Mạnh Nho. Vâng, tiếp tục là một pha cầu tốt của tay vợt. Đấy, chấm 10 đấy. Chấm tay à? Vừa rồi là một pha của Bubadu. Một pha xử lý cầu không. Đây là điều kiện để các vận động viên thể hiện tốt nhất kỹ thuật của mình. Vâng, xin mời quý vị hãy dành những mọi. Vừa rồi là một pha đập cầu tốt của tay vợt. Có thể nói các trận chung kết và trận tứ kết thời tiết rất ủng hộ. Khá giống của Buradu. Tốt, đập đi. Chết, tốt. Vừa rồi là một pha đập cầu tốt. Tiếp Mạnh Thắng và Ngọc Mạnh. Vâng, vừa rồi là một pha. Các vận động viên so kè từng đợt một. Tốt. Tốt. Chết. Đấy. Xin chào mọi người lớn để cổ vũ các vận động viên. Tốt. Tốt. Ngon. Xong. 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 Thôi. Xong. Thôi. Đây. Sút vào. Phạm Hồng Lam, Bùi Quang Tuấn, Lê Hà Anh. Tay vợt của Simucha Hà Nội cũng tham dự giải. Cầu ngoài sân 15-13. Vừa rồi là một pha đập cầu không tốt của. Vận động viên của bố đoàn. Ôi. Trẻ thắng thì sẽ được tặng thưởng 2 triệu. Ôi trời ơi. Một pha cầu 19-15. Rồi điểm cho Bulu 16-19. Còn đấy, còn đấy. Rồi, tốt rồi. Pha cầu không tốt. Vâng. Anh Phương sẽ động viên cho cầu thủ Anh Phương. Vừa rồi là một pha. Quý vị hãy dành những tràng pháo tay để động viên cho các vận động viên. Thật là vinh dự cho cầu thủ tham dự. Vâng, vừa rồi là một pha cầu tốt, em những trận cầu, những trận chung kết, những tay vợt hàng đầu, những tay vợt cầu lông hàng đầu Việt Nam. Vừa
đàn em đã cho thấy được đồng nghiệp tao được chùa Hà Tống này và tâm lý. Wow. Rồi mạnh nhỏ. Giải là giải hội làng không phải là đánh ở sân đình bạn nhé. Cố lên em ơi. Giữa chân rồi. Đang